Hi, xin chào mọi người. Và chào mọi người đã trở lại với ăn trộm. Yeah. Đằng này tắt wifi rồi nè. Không có quảng cáo đâu. Không có quảng cáo ba cái MU đại hình xứ H5N1 đâu. Ok, chúng ta bắt đầu này. Đang đi bộ trên đường. Gặp căn của vui nào đi. Không để ý cái tông vô nó. Làm rớt. À đù. Phải nồi. Thấy thằng này ăn siêu đó. Nhận ra đây là siêu trộm rồi nó. Ồ. Thì ra là ăn cắp để lấy lại số. Để đèn bù lại cho cái cây kem. Ok. Phải nồi. Thằng này có camera. Đủ. À đù. Đập cửa gì nó không? Nó nghe. Ui. Xem chết. Quá dễ dàng. À, đù đột nhập vô kia luôn rồi. Cái gì đây? Hình như phát ra tiếng rồi đúng không? À. Phát ra tiếng. À đù. Vô luôn. À đù. Phải rồi. Không cần dùng thủ thuật gì cả. Vô luôn. Phải nồi. Ăn cắp siêu nhanh. Thằng kia nó đòi về nhà nhưng mà đù nhìn xuyên tường kìa. Nó không thấy cái đầu. Cái gì đây? Báo. À, chào nhân xác. Phải không? Bắt vô anh. Đóng. Chìa khóa bánh mì. Bánh mì kẹp. Đốt các kiểu đù trộm xuyên tường không được rồi. Gì đấy, mạo danh à? Ừ, đúng rồi, có mạo danh là đi qua được camera. Ok. Chạy là mắc mạo danh. Ừ, anh không để ý gì luôn. Đi lén lút vậy mà nó không không nghi ngờ. Mấy phút đây, mấy phút, 4 phút 37. Có vẻ hơi nhanh mà thôi. Nhanh cũng được. Không sao hết. Ok. Đi. Ồ, thì ra cái nghe đây. Ôi chìa khóa, à kia chỗ nước.
đủ trong trung bình luôn. Nó nhìn cái bình mà không để ý vậy trời. Canh thời gian. Alo. Nó nghe kìa. Ui chết mẹ luôn, chết mẹ luôn. Ôi mày. Ban đêm nó nghĩ nó hó gà hó cú nên là nó không để ý. Ok. Nghĩ nó hoa gà, gà hoa cốt nó hay trộn này nó ảo, nó tưởng tượng ra. 6 phút 19, chắc video đến đây kết thúc rồi nha. Ok, tạm biệt mọi người, đến đây kết thúc rồi.